Hôm nay thì em về đây cho bác một chiếc Mitsubishi Pajero hàng hiếm các bác nhá. Một chiếc Mitsubishi Pajero bản V43 sản xuất năm 1996, nhưng mà đây là một dòng xe không có niên hạn. Một chiếc xe với màu sơn xanh ngọc đẹp, và em này thì Vũ Duyên Auto đang bán với cái mức giá là 130 triệu đồng. Các bác đã sở hữu ngay được một chiếc xe động cơ V6 sản xuất tại Nhật Bản. Dòng này dòng xe nhập khẩu nên là độ bền, độ lành thì cực kỳ cao luôn. Và xe là một chiếc xe 7 chỗ ngồi không có niên hạn. Đấy, các bác nào mà mua con này về chạy off-road, công trình, công trường thì cực kỳ hợp lý và ok. Xe thì đẹp, giá thì thơm, mà chất xe độ bền thì khỏi bàn. Riêng về dòng Pajero, đó là một cái dòng xe mà đến thời điểm hiện tại tất cả cơ quan hành chính sự nghiệp, những tổ chức gọi là chính phủ là hầu như đều mua những cái dòng này. Và đặc biệt là mấy bác công an, mấy bác thanh tra của chính phủ, các bác cứ người ta cứ bảo là cái dòng Pajero Sport ấy mà đỗ ở cửa nhà ai, nhà đấy là kiểu gì cũng có chuyện, đúng rồi. Và đây là tiền thân của những cái dòng Pajero Sport. Pajero Sport thì sản xuất năm 2011 với 2010 là bắt đầu có. Còn những chiếc xe này là những chiếc xe tiền thân. Và hôm nay em mang đến cho các bác một chiếc V43. Dòng này thì độ bền, độ lành thì khỏi bàn. Đấy, em này thì xì sơn lại hết rồi. Và các bác không phải làm gì. Và xe thì em đăng kiểm đến tháng 4 năm 2024 nhá. Vâng, vừa dài, xe còn ngon, chất cứng nét luôn. Và pháp lý giấy tờ hồ sơ thì đầy đủ. Máy thì êm thì thầm. Và cam kết cho các bác là không có lỗi lầm, không đâm đụng, không ngập nước. Đấy, không phạt nguội, boxing, thủy kích cái gì cả. Còn xe thì em đã gắn cho các bác một cái màn hình OLED Pro. Cái này là gắn thêm nhá, và màn hình là màn hình hoạt động hoàn toàn bình thường. Tí nữa thì em nổ máy này là ta cùng xem cái màn hình. Vâng, còn về phần tôn vỏ keo chỉ của xe này thì đảm bảo cho các bác là zin tuyệt đối luôn. Em này một chiếc xe cứng và được nhập khẩu nguyên chiếc tại Nhật Bản. Riêng dòng 43 này thì nó khác hoàn toàn những cái dòng khác, là nó có nguyên cả một cái cửa sổ trời full panorama toàn cảnh. Các bác về có thể là sử dụng cũng như là các bác có thể úi rời. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Em mở ra phát để nhìn thấy nó khác hoàn toàn. Đấy, lau lau cái cửa kính kia cái. Nào xem nào. Ui giời, đấy lau cái sạch ngay. Đấy các bác thấy chưa? Em tuyển hẳn hai đệ để cho chỉ có ăn mới lau cái con này thôi, mà còn không làm được nữa thì mai cho nghỉ việc. Đấy. Vừa ngon, vừa bổ, vừa rẻ và vừa hợp lý, vừa túi tiền. Chỉ 130 triệu đồng các bác ạ. Chỉ đúng 130 triệu đồng con xe mà nói thật các bác, vừa nói xong ai cũng phải ngoái nhìn luôn. Đấy. Vừa căng, vừa đẹp, vừa rẻ luôn nhá. Mà giấy tờ hồ sơ pháp lý thì đầy đủ. À, tên tư nhân chính chủ luôn, sang tên bình thường, pháp lý đầy đủ bình thường. Đấy. Về phần lốp treo thì lốp của xe cũng là Bravo AT ở dưới chứ không phải ở trên đâu. Lốp treo Bravo AT, lốp dày, căng lét luôn. Và xe thì có thêm cho các bác một cái xẻng để các bác có thể là gọi là cho vừa đẹp, mà có thể mình sử dụng công năng chuẩn của nó là xúc cát nhá. Thế còn phần móc tời này, đấy, các bác nhìn móc tời rất là khỏe luôn. Toàn bộ phần ốp đằng sau của xe thì bóng sáng. Và cái này thì đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng. Đấy, không đâm đụng, không va quẹt. Đèn đóm này sáng láng và cũng không vỡ nha. Các bác nhìn này, đấy, đèn nó trong vắt luôn. 1996. Con này thì đời hơi sâu một chút, nhưng mà riêng đồ Nhật thì 30 năm vẫn chạy tốt, 50 năm vẫn chưa hỏng là gì. Và 100 năm thì đồ Nhật mới biết giá trị. Vì là ai mà đã mua đồ Nhật thì đều là những người mà thích của bền. Đấy, và đây là một chiếc xe đến từ Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc các bác nhá. Nên là các bác yên tâm. Nói chung là dòng này về là các bác cứ vậy mà các bác dùng thôi, chứ không phải làm cái gì. Sàn thì em cũng lót chống ồn rồi. Về là các bác cũng chả phải dọn dẹp sàn một cái gì cả. Còn ghế nội thất của xe thì em đã bọc mới hết rồi nha các bác nhá. Đấy. Xe chất căng luôn, cứng luôn. Và giá thì thơm như muối mít, 130 triệu đồng ạ. Chỉ 130 triệu đồng các bác đã sở hữu ngay được một chiếc Mitsubishi Pajero 43. Đấy, bản V43 và con này thì động cơ V6 3.0 ăn xăng rơi vào tầm khoảng 12 đến 14 lít trên 100 cây. Nhưng mà với cái loại này thì đúng rồi, gầm cao thì mình phải tốn xăng, nhưng mà được cái là đạp ga nó sướng các bác ạ. Đi đường trường, đặc biệt là đường trường ấy ạ, mới biết là cái cảm giác của dòng Pajero nó như thế nào. Vừa cao vừa thoáng, điều khiển lái xe này dễ, mà độ thoát vọt ga cũng rất là ok luôn. Hệ thống đèn của xe thì là toàn bộ là bằng đèn kính. Cái này là bằng kính, không phải nhựa nhá. Đèn kính zin từ hồi xưa đến bây giờ. Từ lúc mới bán xe mới được nhập về đến bây giờ. Đèn kính này, đấy, còn nguyên. Tất cả các cái nan cản của xe còn nguyên. Và logo Mitsubishi, đấy, còn nguyên này. Toàn bộ tất cả phần cản đầu, các bác nhìn cản đầu của xe này bằng nóc nhá, còn nguyên bản và không hề có bị ố mốc.
biển số Quảng Ninh 14A05834, tên tư nhân chính chủ. Các bác có thể là check tra, kiểm tra thoải mái luôn xe có đâm đụng ngập nước hay không. Đấy, cản trước sơn xi đồng đào và toàn bộ đầu răng của xe là cam kết đảm bảo cho các bác là không có đâm đụng. Vâng. Động cơ V6 của chiếc xe thì tương đối là khô ráo sạch sẽ nhá. Vâng, tôi khô ráo sạch sẽ. Còn về phần cabo thì các bác nha, bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn nguyên cái tấm chống nhiệt, chống ồn của xe. Đấy, và chỉ keo cabo là bao zin cho các bác luôn. Em này thì được cái là chất xe cứng và cam kết đảm bảo cho bác về là chỉ việc đi thôi. Bảo hành cho các bác nhá, riêng con này bảo hành cho bác 1 năm luôn. Các bác cứ đi thoải mái, hỏng thì bảo em, em sẽ có đội ngũ thợ lành đến sửa chữa đàng hoàng. Đấy, đăng kiểm thì đến tháng 4 năm 2024. Và tôn sơn này. Đấy, các bác tôn này, rất dày luôn. Đấy, tôn rất dày. Chỉ keo cánh ok. Và kính của xe là kính còn nguyên bản. Và toàn bộ tapi các thứ của xe thì cũng theo thời gian 5 tháng rồi. Nhưng mà được cái là chất nó còn căng nét. Và toàn bộ ghế này các bác nhìn này, nội thất này còn đẹp luôn này. Đấy, tuyển hẳn hai nam thanh niên. Ơ, mở ra cho nó sáng. Ui giải, đóng vào làm cái gì. Đấy, tuyển hẳn hai nam thanh niên để gọi là mông má dọn cửa sổ trời. Thảo nào nó đóng ngay, dọn chưa sạch. Lau riếp đi. Trời ơi, lấy cái rẻ lau là được. Đấy, nói chung là em gì chứ những cái này là em rất là cẩn thận và tỉ mỉ các bác ạ. Lau là phải sạch sẽ chứ ai lau lại bẩn bẩn thế này. Mà chỉ có 130 triệu đồng cái xe mà được chăm chút tỉ mỉ luôn các bác nhá. Này, cửa sổ trời. Ui giời, nhìn nó phê luôn. Con này đi rời nắng rời mưa thì quá tuyệt vời. Mình ví dụ đi ban đêm mình mở ra thì ngắm sao trời. Còn đi ban ngày mà có mưa thì mình mở ra gọi là ngắm mưa, ngắm rời, ngắm đất. Còn xe thì các bác thì về là yên tâm là không phải nghĩ ngợi gì nhá. Cái chỗ này để cực kỳ nhiều đồ luôn, thoải mái cho bác. Đấy, gầm bệ sáng sạch. Và em này thì nói chung là về là vận hành thì các bác yên tâm. Đấy, gầm này, gầm nó còn sáng nét như này luôn. Sắt xi gầm bệ là không có hàn mọt. Đấy. Toàn bộ dàn lốp thì là đang sử dụng lốp Yokohama, lốp dày căng lét luôn. Đấy, sắt sơn xi sạch sẽ. Và đây, nổ máy cái nào. Cái đấy là nó phải có tí nước cơ thì nó mới sạch. À, nổ máy là các bác ơi. Con này thì được cái là vô lăng 4 chấu chạy hơi nhiều. Bao năm rồi nhưng mà thế này là ok, không tránh khỏi được các bác ạ. Vâng. Đấy, để cái lên ngay. Phải nói là máy quá êm luôn. Cái màn hình này là lắp rồi. Đấy, màn hình lắp rồi nhá, mà màn hình là chưa thèm bóc tem. Đấy, lắp rồi vẫn còn nguyên cái tem ly lông. Các bác nào mua thì các bác sờ vào cái tem này xong rồi các bác mở ra cho em. Có định vị đàng hoàng. Đấy, em đang ở đây này. Đấy, bác nào mà tìm em tìm xe nhá thì đang ở định vị chỗ này này. Đấy, có nguyên. Đấy, định vị nó còn nguyên này. Đấy, xe thì còn ngon căng luôn nhá. Và em này thì em mới đăng kiểm rồi nên là về là các bác không phải làm gì. Kính điện 4 cánh hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy, chất xe thì căng đét luôn. Kính này, úi giời, kính là Milesset nhá. Và con này thì được cái là động cơ máy khỏe, hơi căng, không hề lỗi lầm. Đấy, êm thì thầm. Ôi, em để cho các bác nghe tiếng máy này. Đấy các bác thấy không? Tiếng máy của chiếc xe thì rất là êm và chắc tiếng luôn. Không hề có hiện tượng rung bật. Đấy, à, kéo ra. Đấy, hơi rất là căng luôn nha mà không hề rung bật. Đặc biệt là hơi thừa là không bao giờ có. Em này là không bao giờ có hơi thừa luôn nhá. Đấy, bác nào mà thích xe ngon, xe chất thì cứ yên tâm gặp em. Không có hơi thừa, không hơi khói, máy êm. Đấy, nói chung là về chất xe thì đảm bảo ok. Pháp lý giấy tờ hồ sơ đầy đủ. À, đèn, bật đèn, bật đèn. Đấy, bật đèn pha, úi giời, đấy các bác thấy chưa. Khả năng chiếu sáng thì không chê được câu nào. Ánh sáng mạnh mẽ, ánh sáng vàng, zin nguyên bản, đèn halogen. Về là các bác yên tâm là cứ việc là gọi là đổ xăng và chạy thôi. Tuy nhiên là em này em khuyến cáo luôn nhá, là đây là một chiếc xe tốn xăng. Nên là anh em nào mà đi thì phải khẳng định với anh em là cứ 7 chỗ thì con này là con tốn xăng. Còn về chất thì con này là còn vô địch. Đấy, còn tốn xăng đúng thôi. Vì gầm đã cao, xác đã nặng, đi muốn đảm chắc thì nó phải thế các bác ạ. Thế nên là đâu thì nó cũng thế thôi. Muốn đi tiết kiệm xăng thì đi Morning E10. Nhưng Morning E10 thì không bao giờ được chất như cái loại này. Ok, cảm ơn các bác nhá. Và xe thì đang có mặt tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng. Chất sơn màu xanh ngọc cực kỳ đẹp và nét căng. Giá thì thơm như muối mít. Và bác nào yêu thì nhanh tay điện thoại. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe vừa ngon vừa bổ vừa chất tại Muji Auto. Mitsubishi V43 sản xuất năm 2000 con này là 1997. Đấy, biển 34 chứ không phải 43 nhá. Và em này em đang bán cái giá thơm như muối mít. Vâng,
chỉ có 130 triệu đồng. Vâng, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với những chiếc xe ngon lành cành đào giá rẻ tại em Vũ Duy Auto. Xin trân trọng cảm ơn. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.